em đây. Xin chào tất cả cô chú và anh chị nha. Hôm nay salon nhà em lại về một em hàng hiếm, gọi là hàng quạp luôn nha. Dòng tải thấp cho anh chị em đi vào trong thành phố nhá. Kia K3000 sản xuất 2012. Nhưng nó mà hàng tuyệt chủng luôn, xe sơn zin, máy nguyên, điều hòa hãng. Sau đây em xin đi vào chi tiết xe cho anh chị em xem này. Vâng, đây là siêu phẩm mà em nói đây. K3000 sản xuất 2012. Trọng tải 1,2 tấn. Xe sơn zin tới 90%. Anh chị em nào cần xe đi vào phố tải thấp thì nên chú ý tới em này nha. Em quay tổng thể cho anh chị em xem nào. Thì cam đan là sơn zin tới 90% nha, từ thành thùng đến cabin gần như là còn zin 100% và gần như còn zin hết nha. Còn em thì chỉ tỉa tốt những phần nhỏ như là bao lò sốc hay là những phần cản tiếc là đấy. Còn xe gần như sơn zin tới 90% nha. Đối với dòng K3000 này thì hiện tại bây giờ tìm được một con sơn zin máy nguyên đã khó rồi, đừng nói những con xe mà nó tươi mà nó đẹp bóng như này nhá. Gần như xe mình chỉ đánh bóng không thôi là. K3000 sản xuất 2012 nha anh em, anh chị em nha. Anh chị em nào thích cái đẹp, yêu cái đẹp thì điện ngay cho em luôn nha. Nếu anh chị em mà có xem con K165 đời 16-17 bây giờ mà không giữ gìn đi, chưa chắc là bà đẹp bằng loại em này nha. Em này nếu như em không nói đây là K3000, anh chị em xem anh chị em tưởng nó là K165 luôn đấy. Xe đẹp xuất sắc luôn. Mình bảo hành luôn xe sơn zin máy nguyên nhá. Lốp đẹp cả dàn. Đây em đi vào chi tiết xe cho anh chị xem này. K3000 sản xuất 2012, trọng tải 1,2 tấn. Xe đẹp trong anh luôn nhá. Đối dòng K3000 mà tìm được con như này chắc hiện tại bây giờ tiền chủ luôn rồi. Dòng mà xe sơn zin mà kính kiếp nó vẫn còn nguyên như này thì chắc cột kẹo không làm sao đâu. Đây, gọi là cứ bóc ra cho anh chị em xem thôi, xem đủ mới của xe thôi. Nói chung với giá 190 triệu này thì chắc chỉ anh chị em nào biết về xe và yêu cái đẹp thì mới dám xuống tiền thôi nhá. Đây này, nội thất này, nội thất này đến anh em K165 hiện tại bây giờ chưa chắc còn có nội thất như này luôn, đẹp xuất sắc luôn nhá. K165 mà sản xuất 17 bây giờ cũng chưa chắc giữ được một nội thất như này nhá. Đã được bọc ra là trần này. Quay cho anh chị xem. Xe đẹp xuất sắc luôn. Em khẳng định luôn là K3000 thì chắc không còn những con như này. Không thể tìm được con nào như này luôn. Lốp mới cả dàn nhá. Nói chung là tiền nào của ý thôi, tất nhiên cũng có những con này thì cũng có con bằng đời nhưng chỉ dao động tầm 160-170 cũng có. Nhưng mà tiền nào của ý nhá. Anh chị em nào yêu cái đẹp thì điện thoại cho em cũng theo số điện thoại 0977939993 hoặc theo số điện thoại 0899705888. Hoặc có thể đến trực tiếp salon tại địa chỉ Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên để xem xe thực tế nhá. Đây phần đít đây, lòng thùng cái nét luôn này, đã được lót sàn inox nha. Em này đã được trang bị điều hòa hãng sàn inox, tùng vệ cam đoan không bùng mọt một chút nào nha.
Toàn thân xe thì sơn zin tới 90%, máy nguyên nhá. Hàng xuất sắc, hàng đại xuất sắc luôn nhá. Lốp mới cả dàn này. Ở tiện đây nhà salon nhà em cũng xin thu mua tất cả các loại xe tải cũ nhá, từ 5 tạ cho tới 9 tấn nhá. Anh chị em nào có xe không dùng nữa thì có thể điện luôn cho bên em. Bên em xin cam đoan sẽ mua với giá cao. Hoặc là có anh chị em bạn bè nào có xe không dùng nữa, anh chị em có thể giới thiệu qua em. Em mua được em sẽ hoa hồng cho anh chị em từ 3 cho đến 5 triệu nhá. Đấy. Thật ra em này thì do xe nó đẹp nên bọn em mua giá rất là cao rồi. Con này em chỉ bán cho anh em nào biết về xe hoặc là tâm huyết với xe đẹp thôi. Đây. K3000 sản xuất 2012. Trọng tải của em nó là 1,2 tấn. Xe sơn zin 90%, máy nguyên, lốp dép đẹp. Mình cam đoan xe không mục mọt một chút nào luôn nhá. Đó là đời K212, nhưng với dòng K3000 này mà anh chị em mua được một con đẹp như này thì kể cả K165 đời 16/17 sử dụng cũng chưa chắc bền bằng em này đâu. Siêu phẩm luôn đấy anh em ạ. Anh chị em quan tâm điện ngay cho chúng em số điện thoại hiện trên màn hình, có thể đến trực tiếp salon nhá. Đã, vâng, video của em đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào những video tiếp theo.